Xin mến chào quý cô chú anh chị em mình yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh YouTube Linh Bonsai. Thì hôm nay Linh Bonsai xin giao lưu với cô chú anh chị em mình 8 cây cúc bạch mai hay cô chú anh chị. Thì bây giờ em vô chi tiết em báo số đo cho cô chú anh chị mình từng cây và giá tiền từng cây hay cô chú anh chị. Thì bây giờ em vô tiếp cây số 1 hay cô chú anh chị. Cây số 1 á. Đây. Ghép gốc bứng nha cô chú anh chị. Gốc này là gốc mai vườn nha cô chú anh chị, em bứng. Rồi vô thì mình vô thuần chậu rồi nè, rễ nó lú ra ngoài luôn cô chú anh chị ha. Thì cái số 1 em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 400. Em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình nha. Cây số 2. Cây số 2 cũng là gốc bứng nha cô chú anh chị. Đây ghép một mắt vo. Thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 400. Em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn ha. Cô chú anh chị em mình vừa về chơi mình vừa lấy bo luôn ha. Cây đều phát triển rất là mạnh nha cô chú anh chị. Rồi. Cây số 3. Cây số 3 em giao lưu với cô chú anh chị là 450.000, em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình nha. Tại em ghép hai bo đó. Hai mắt bo này cô chú anh chị phát triển rất là mạnh luôn. Hàng gốc bứng là phát triển rất là mạnh ha cô chú anh chị. Rồi, cây số 4. Cây số 4 em giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 400 luôn ha. Bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn. Cây số 4. Cây số 5. Cây số 5 cũng là gốc bứng ghép một mắt bo luôn nha cô chú anh chị, cũng là giá 400 em bao phí vận chuyển luôn. Cây số 6. Cây số 6 cũng ghép được một mắt bo lên cô chú anh chị ha, cũng phát triển rất là mạnh luôn ha. Coi củ đẹp ha. Cũng giá 400 em bao phí luôn nha. Cây số 7. Cây số 7 cũng một mắt bo luôn nha, cũng giá 400 em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Rồi, cây cuối cùng là cây mã số 8 ha cô chú anh chị. Mã số 8 nó cái độ quắn quéo nó có này cô chú anh chị ha. Lúc này đẹp ha. 450.000 cây số mã số 8 nha cô chú anh chị. Rồi. Thì bên nhà vườn em cũng còn một số giống như là tam sắc hoàng mai, cam đổi màu ha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình thích thì em cũng xin giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn. Nhưng mà trước mắt em giao lưu trước cô chú anh chị mình 8 cây cúc bạch mai ha. Đó, như cây này cúc phượng này cô chú anh chị, ngồi phát triển mạnh ghê không? Cúc phượng em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 350.000, em bao phí vận chuyển với cô chú anh chị em mình luôn nha. Rồi, đây còn cây tam sắc hoàng mai nữa. Cây tam sắc hoàng mai cái tược cao nhiêu luôn cô chú anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450.000, em bao phí vận chuyển luôn nha. Đó, cây này như cây mã số 9 đi, cây mã số 9 là tam sắc hoàng mai, giá 450.000 em bao phí vận chuyển với cô chú anh chị em mình luôn. Bo dài gan cả gan tay luôn hả cô chú anh chị. Này, tam sắc hoàng mai nha. Cam đổi màu nữa nè cô chú anh chị nha. Cam đổi màu là hoa năm cánh á. Hoa năm cánh. Lá đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị nha. Cái cam đổi màu này thì giá 600 em bao phí vận chuyển. Tại vì cam đổi màu á hàng nó cũng hơi hiếm. Rồi thì mọi chi tiết thì xin cô chú anh chị, quý cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn em qua số điện thoại 0966993277 ha, em tên Linh ha. Thì cô chú anh chị mình cần thì cứ liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0966993277 ha. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem cái clip ngắn của em ha. Em cũng cảm ơn quý cô chú mình đã theo dõi và đăng ký kênh bên vườn mai Linh Bonsai ha. Bên nhà vườn em cũng còn một cái lô tam sắc hoàng mai nhỏ ha. Thì quý cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mua và ủng hộ bên nhà vườn em ha. Rồi, em cảm ơn quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.